chay này của mình. Bức chay hôm nay mà mình đã chuẩn bị sẵn là bức chay rắn này nhá. Và bây giờ mình sẽ sử dụng những cây bút chì màu để tô màu cho bức tranh cục rắn này. Mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây để tô màu cho rắn này. Sẽ tô một chút màu vàng cho phần thân của rắn. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình đã chuẩn bị một ông mặt trời. Và mình sẽ dùng màu xám để tô cho phần đầu chú rắn này. Và phần mắt của chú rắn này sử dụng quả tím này ạ. Và mình sẽ tô lại một ít phần đám cỏ này nhá.
và mình đã tô màu xong cho bức tranh về chú rắn này của mình rồi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video tô màu bức tranh của mình. Hãy ấn đăng ký kênh, ấn like để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube.